ra da da hồi này cũng trắng trẻo rồi. Mà mọi người hồi nãy hỏi Chi á là làm như thế nào để mà có một làn da trắng như thế này. Tại vì thực ra thì ban ngày á là đi quay suốt ngày ở ngoài nắng vậy đó, cho nên là cái ánh nắng mặt trời nó làm da của mình á nó cũng cũng sạm đi nhiều lắm. Cho nên là hồi nãy mọi người có nói á, là tại sao có làm sao mà có được làn da trắng trẻo như thế này đó. Cho nên là bây giờ lại phải nói lại đây nè. Thực ra thì á, để có một làn da trắng như thế này á là cũng phải tìm tòi dữ lắm. Thì có cái bạn mà Tăng Thiên Kim á thì cô có tặng cho mình một cái bộ sản phẩm. Một cái bộ sản phẩm này là Skin AIC nè. Đó, bộ sản phẩm ở trong một cái bao bì, một cái túi như thế này, tặng nguyên một túi như vậy nè. Và mình xài được 10 ngày rồi và cảm thấy là trắng trắng rất là rõ luôn. Bật tông lên rất là nhanh luôn. Ngay cái lần tắm đầu tiên là đã bật tông lên rồi. Cái này là cái chai kích trắng nha, cái chai kích trắng mà cái giá là chỉ có 490.000 thôi. Chị nghĩ là khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này á thì cũng phải tìm hiểu cho thật là kỹ về cái sản phẩm này. Nó chỉ có một, cứ mỗi sản phẩm này là 490.000, và nếu như chúng ta mua mà mua ba cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ được tặng một sản phẩm với giá là chỉ có 1.470.000 thôi. 1.470.000 thôi nha. Mình nghĩ là trời ơi, để cho làn da mình trắng thì tại sao mình không thử, đúng không? Với lại trước khi mà sử dụng cái sản phẩm này cũng đã tìm hiểu rất là kỹ, hầu như tất cả những sản phẩm đều có giấy phép hết của Bộ Y tế hết. Rồi, bây giờ mình thử sử dụng cho mọi người xem nha. Đó. Đây. Nó làm bằng than hoạt tính cho nên cái màu nó hơi tối hơn một chút xíu. Đó, nó hơi màu đen nè. Nói chung là làm nguyên một cánh tay cho mọi người xem luôn. Không hề kích ứng nha Ngọc Châu, không hề kích ứng luôn. Mà biết gì không, trời ơi, nó làm mịn cái da của mình lắm. Nó mịn lắm em ơi. Nó không bị vàng lông luôn, không bị mẩn ngứa luôn. Nó không có bị gọi là, thường á là khi mà mình ủ kem như vậy á là nó sẽ làm cho cái da của mình nó hơi châm chích, đúng không? Còn đằng này thì không hề bị gì hết, không bị kích ứng da, không bị châm chích và cũng không bị vàng lông luôn. Đó, không bị vàng lông luôn nha, đảm bảo luôn nè. Thì bây giờ sẽ rửa đi cho mọi người xem nha. Mình rửa đi cho mọi người xem nè. Xem rồi. Bất ngờ luôn đó nha. Bao nhiêu là 490.000 một chai, nhưng mà nếu mua combo á 4 chai thì sẽ được tặng một chai, tính tiền chỉ có 1.470.000 thôi. Cái gì mà lương, trời ơi, cái ông nội Lương Nguyễn là cái gì mà tới 30 phút vậy trời, không cần. Làm gì mà tới 30 phút dữ vậy? 15 đến 20 phút thôi. Làm cái gì mà tới 30 phút lên đứng ở trong toilet đợi hả? Trời, đứng trong nhà tắm đợi 30 phút ông nội. Ôi trắng quá. Trời ơi, bất ngờ với mọi người luôn á. Để rửa hết đi đã nha. Trời ơi, da cô mà đẹp gì, da cô hôm trước nó đen thui á. Da cô hôm trước đen thui à. Đây cô đang rửa cho nó sạch sẽ lại đây. Chờ cô một chút. À. Ây da. Thấy trắng bật lên một tông rồi đó nha. Chết rồi. Thấy trắng trắng rồi đó. Nè, cho mọi người xem nè. Thấy không? Đó. Thấy nó trắng hơn, thấy không? Thấy rõ luôn nè, thấy không? Đó. Chỉ cần 20 phút thôi, hồi nãy giờ mình được 15-20 phút không ta? Đó, là mọi người thấy nó trắng hơn không? Thấy trắng rõ luôn nè. Đó, để ra sao cho mọi người thấy nó rõ ràng hơn nè, thấy không? Đó, mình chỉ cần á 15 đến 20 phút thôi. Nhưng mà đương nhiên là khi mình làm một cái tay á thì nó đơn giản hơn, nhưng mà khi làm nguyên người thì mình phải đứng đợi một chút xíu thì thôi. Mình nghe nhạc đi, mình mở nhạc đi. Đây, mọi người thấy nó trắng không? Thấy trắng hẳn lên luôn nè. Đó, nó bật tông lên vậy đó. Đương nhiên là những cái người nào á mà cái da nó sạm hơn á sẽ thấy trắng hơn rất là nhiều. Thực ra thì chị xài lần này lần thứ hai rồi, cho nên là lần trước á da nó đã bật tông lên được rồi. Trắng đúng không con? Nguyễn Thị Hiền Linh, trắng lắm á. Trắng rồi cô ơi. Trắng cô ơi nè, bán cho con một combo nha cô nè. Đó, con ơi, cô thấy không? Thực ra thì cô đã xài được một lần rồi và nó trắng bật lên bật tông ở bên này rồi. Và bên này á là bữa nay là lần thứ hai nè, thì nó lại trắng thêm một
thêm một bật tông thêm một lần nữa nè, mọi người thấy không? Nó bật tông thêm một lần nữa nè, đó, ôi thấy rõ luôn thấy không? Đó, nó trắng hẳn lên luôn á. Lấy con một bộ Thảo Nguyễn, ok một bộ nha. Mọi người cố gắng làm sao á mà xài nguyên một bộ đi, thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Tại vì thực ra cái này á, là người ta làm cho mình nguyên một bộ. Thí dụ như là mình xài liên tục trong vòng một tháng trời là thấy da mình nó thay đổi hẳn luôn. Thì nè con, trời ơi, trắng bật lên được một tông luôn nè, thấy không? Thực ra thì da cô thì nó cũng đã, lần trước cô xài thì nó đã trắng một thời gian rồi. Đó, cho nên là bây giờ là khi mà cô xài thêm một lần nữa nè, đây là lần thứ hai thôi nha, đây là lần thứ hai cô dùng cái này nè, cô dùng cái mà ủ trắng này nè, cô dùng cái này nè, đó lần thứ hai á cô dùng đó, mà nó lại lên thêm một tông nữa nè, cô sẽ dùng cái này trong vòng 2 tháng, cô quyết định là cô sẽ dùng trong vòng 2 tháng để cho nó bật tông lên nữa, để cho nó bật tông thêm nữa nè. Đó, mọi người khi mà dùng cái này nó thích, đã lắm, nó thích lắm. Nếu như mà mọi người có điều kiện thì nên mua một combo đầy đủ hết 4 cái sản phẩm này. Thì bởi vì khi mà mình dùng một lúc 4 sản phẩm này thì chị nghĩ là nó sẽ làm cái da của mình đẹp hơn, trắng hơn, và nó mịn hơn, và nó chăm sóc rất là chuyên sâu cho cái làn da của mình nha. Mọi người nhớ nha, một cái sản phẩm ủ trắng, một sản phẩm tắm trắng, một sản phẩm dưỡng da ban đêm và một sản phẩm dưỡng da ban ngày. Mỗi một cái sản phẩm này đều có một chức năng khác nhau và đều có một chức năng chung là nó làm cho cái da của mình trắng hơn, mịn hơn, nó bảo vệ cái làn da của mình khỏi tia cực tím và nó làm cho làn da của mình khỏe mạnh hơn, mềm mịn hơn và nó đào thải những cái độc tố trên làn da của mình. Đó. Bao nhiêu hả? Trà Vỏ cái này rẻ lắm, một sản phẩm chỉ 490.000 thôi. Và nếu như ai mua một combo thì 3 sản phẩm thì sẽ được tặng thêm một sản phẩm nữa với giá là 1.470.000 nha. Một chai kích trắng, một chai tắm trắng và một chai dưỡng da ban ngày, một chai dưỡng da ban đêm. Đây là một bộ combo 4 sản phẩm. Rồi bây giờ chào mọi người thôi, đã trễ rồi. Chào mọi người và chúc mọi người nè một đêm ngon giấc nè, mọi sự như ý nha, được nhiều sức khỏe nha, mọi thứ đều vui vẻ nè, hạnh phúc nè. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào lần sau nhé. Bye bye.